cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, tất cả sắc thọ tưởng hành thức đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn xứ cho đến ý xứ đều như huyễn hóa phải không? Tất cả sắc xứ cho đến pháp xứ đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn giới cho đến ý giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả sắc giới cho đến pháp giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn thức giới cho đến ý thức giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhãn xúc cho đến ý xúc đều như huyễn hóa phải không? Tất cả các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đều như huyễn hóa phải không? Tất cả địa giới cho đến thức giới đều như huyễn hóa phải không? Tất cả nhân duyên cho đến tăng thượng duyên đều như huyễn hóa phải không? Tất cả các pháp do nhân duyên sanh ra đều như huyễn hóa phải không? Tất cả vô minh cho đến lão tử đều như huyễn hóa phải không? Tất cả bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều như huyễn hóa phải không? Tất cả bốn tịnh ngự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều như huyễn hóa phải không? Tất cả bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đều như huyễn hóa phải không? Tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện đều như huyễn hóa phải không? Tất cả pháp nội không cho đến vô tính tự tính không đều như huyễn hóa phải không? Tất cả chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều như huyễn hóa phải không? Tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo đều như huyễn hóa phải không? Tất cả tám giải thoát cho đến 10 biến xứ đều như huyễn hóa phải không? Tất cả tịnh quán địa cho đến Như Lai địa đều như huyễn hóa phải không? Tất cả cực hỷ địa cho đến pháp vân địa đều như huyễn hóa phải không? Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa đều như huyễn hóa phải không? Tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông đều như huyễn hóa phải không? Tất cả 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều như huyễn hóa phải không? Tất cả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ đều như huyễn hóa phải không? Tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đều như huyễn hóa phải không? Tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều như huyễn hóa phải không? Tất cả quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề đều như huyễn hóa phải không? Tất cả các hạnh của đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều như huyễn hóa phải không? Tất cả pháp thiện, pháp ác, hoặc pháp hữu ký, pháp vô ký, hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi đều như huyễn hóa phải không? Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, sắc vân vân, các pháp đều như huyễn hóa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tất cả các pháp đều như huyễn hóa thì các pháp được biến hóa đều không thật, sắc thọ tưởng hành thức cho đến không thật, hữu vi vô vi, do đó cũng không tạp nhiễm thanh tịnh, cũng không luân chuyển các nẻo sanh tử, cũng không theo pháp ấy. Để được nghĩa giải thoát thì làm sao các đại bồ tát có sử dụng thù thắng đối với các hữu tình? Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao xưa kia lúc hành Bồ Tát đạo, có thấy hữu tình có thể thoát khỏi các nẻo địa ngục, bằng sanh cõi quỷ, nhân thiên không? Thiện hiện đáp, không thưa Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, xưa kia lúc hành Bồ Tát đạo, các đại Bồ Tát không thấy có hữu tình nào có thể thoát khỏi ba cõi. Vì sao? Vì lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát thông suốt thấy rõ, tất cả các pháp đều như huyễn hóa, đều chẳng thật có. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu các đại bồ tát thông suốt thấy rõ tất cả các pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, thì vì việc gì mà các đại bồ tát tu hành sáu ba la mật đa, vì việc gì mà tu hành bốn tịnh ngự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì việc gì mà tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, vì việc gì mà tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, vì việc gì mà an trụ vào pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, vì việc gì mà an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, vì việc gì mà an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, vì việc gì mà tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, vì việc gì mà tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, vì việc gì mà tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, vì việc gì mà tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, vì việc gì mà tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, vì việc gì mà tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, vì việc gì mà tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì việc gì mà tu hành tất cả các hạnh của đại bồ tát, vì việc gì mà tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, vì việc gì mà thành thục hữu tình, vì việc gì mà trang nghiêm cõi Phật.
Phật bảo thiện hiện, nếu các hữu tình có thể tự thấu rõ, tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, thì các đại Bồ Tát không cần phải trải qua ba vô số kiếp vì các hữu tình mà tu hành những hạnh khổ khó làm của Bồ Tát. Do các hữu tình không thể thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, cho nên đại Bồ Tát phải trải qua ba vô số kiếp vì các chúng sanh mà tu hành hạnh khổ khó làm của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát không thể thông suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, thì không cần trải qua ba vô số kiếp vì các hữu tình mà tu Bồ Tát hạnh trang nghiêm cõi Phật thành thục hữu tình. Do đại Bồ Tát thấu rõ như thật tất cả pháp đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng có thật, cho nên vị ấy trải qua ba vô số kiếp vì các hữu tình tu sáu ba la mật đa, nói rộng cho đến thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như bóng dáng, như ảnh, như quáng nắng, như thành càn thát bà ảnh ảo, như việc biến hóa, thì hữu tình được biến hóa ra trụ ở chỗ nào mà các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cứu giúp họ ra khỏi? Phật bảo thiện hiện, hữu tình được biến hóa ra trụ ở danh tướng phân biệt hư vọng, các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cứu giúp họ ra khỏi danh tướng phân biệt hư vọng ấy. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Những gì là danh, những gì là tướng? Phật bảo thiện hiện, danh chỉ là khách, chỉ là nghĩa được hiển bày ra một cách giả tạo, nghĩa là đây gọi là sắc thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây gọi là nam, đây gọi là nữ, đây gọi là nhỏ, đây gọi là lớn, đây là địa ngục, đây là bàng xanh, đây là cõi quỷ, đây là người, đây là trời, đây là pháp thiện, đây là pháp ác, đây là pháp hữu ký, đây là pháp vô ký, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất hoàn,